Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em quay chi tiết nội tạng của một dòng loa thương hiệu đến từ Anh Quốc, đó là dòng loa Moon TV-Log. Với dòng loa full này, nó sở hữu bass 40 và một tem kèn rất khủng nhé. Sau em sẽ làm chi tiết để mời toàn thể các bác được thưởng thức bằng nhãn quan. Đó là về chất lượng của dòng loa Moon TV-Log, nó rất chất lượng nhé các bác nhé. Với ngoại hình của dòng loa này thì là nó màu xám nhé các bác nhé. Đây là một chiếc vẫn còn nguyên mộc thì bên em quay để cho các bác được biết là nguyên mộc là hàng bãi, nó rất chất lượng nhé. Thùng này nó bằng thùng gỗ nhé, gỗ ép nhé, có mã là V8C nhé. Với dòng này thì công suất của nó lên đến 400W à, với hàng nguyên chân bãi nhé, cực đẹp luôn. Với thùng nó thì thùng nó rất giống những cái thùng của những dòng loa Martin, bởi vì sản phẩm của dòng loa này thì nó vẫn xuất xứ đến từ Anh Quốc nhé các bác nhé. Để em nghiêng một đây là một chiếc thùng em đã tháo sẵn ra. Đây là một chiếc bát của nó đây ạ. Với một chiếc bát 40, đường kính 40 và củ từ 19 các bác nhé. Đây ạ, với thương hiệu của dòng Moon TV-Log và trực kháng của dòng loa này nó là 8 ohm. Đời này nó là cùng đời những dòng loa Martin. À, đây là thương hiệu của dòng loa này thì nó là do hãng loa Moon TV-Log. Với cổ côn này là côn 75 nhé. Với dòng loa này côn 75 thì chất âm của dòng loa này về tiếng lời của nó là rất đạt chuẩn. Và chất màng để quay về màng của dòng loa này nó rất đẹp nhé, nó vẫn còn xanh xanh nhé, màu nó hơi xanh xanh. Và bằng gân thì nó là gân lụa tẩm rau rồi, nó rất mềm, rất hay. Tiếng này thì nó rất sáng tiếng nhé. Và ghé qua phần nội tạng của dòng phân tần. Với dòng phân tần thì đây là phân tần dối, nó có những cái tụ cản và những cuộn cản nó rất chắc chắn nhé. Với dòng phân tần này thì phân tần dối thì dây nó câu rất chắc chắn, kể cả những linh kiện được bắt chắc là những một miếng gỗ kia, miếng hậu đít luôn. Thì là chất lượng của dòng phân tần này là nó thì các bác không bao giờ phải suy nghĩ về đánh rung động gãy mạch hay gì cả. Phân tần dối là rất được nhiều các bác thích về dòng phân tần này. Và với phần củ từ của tép, củ từ tép này thì nó là củ từ 17 và chạy côn 75. Thì em chỉ quay sơ qua này để mời các bác biết nhé. Đây là củ từ rất to nhé, tay em cầm này 17cm nhé, là côn 75. Đây là phần phễu của dòng tép, được rất chắc chắn nhé, làm rất khôn và rất tinh xảo nhé các bác nhé. Các bác nhìn các góc bò nó rất đẹp nhé, rất khôn và rất chi tiết. Và báo giá cho toàn thể các bác một đôi loa này có giá vào hơn 12 triệu một chút, 12 triệu 200 nghìn nhé. Ở đây là lớp bông tiêu âm được ghim chắc vào trong thùng, rất chắc chắn nhé, ghim cả phần sau bông còn rất trong, rất mới nhé. Với sản phẩm loa Moon TV-Log em giới thiệu sơ qua về chi tiết đây, nội tạng của sản phẩm này. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ hãy alo cho Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 339. Em sẽ giao hàng ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để được cập nhật tất cả những video sớm nhất khi bên em giới thiệu về các sản phẩm bên em cung cấp hoặc là những sản phẩm về hàng về bên em sẽ đưa lên. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.